Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải Vim VT250 phiên bản thùng bạc 2 tháng 4 là 2015, ghế bọc da, 3 chỗ ngồi, kính quay tay, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, 5 số tiến, 1 số lùi. Xe nói chung là rất là ổn anh em. Chạy mới là mượt Vim VT250 2 tháng 4, thùng dài 4m880 nha. Là thùng dài 49 anh em. Cabin dựng đứng rất là hầm hố và rất đẹp, nước sơn màu xanh rất đỡ mắt. Thùng mua bạc mỗi năm bẩn nha. Nên em với cái mẫu xe tải Vim khởi nghiệp với mức giá 175 triệu bao rút hồ sơ. Cho anh em trực tiếp đi xem xe, trải nghiệm lấy thử. Cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đi xem xe, trải nghiệm lấy thử. Khối lượng toàn bộ của em nó là 5,7 tấn, khối lượng bên thân là 3 tấn mốt. Là 2015, niên hạn sử 140, Vim 2 tháng 4, thùng sắt dập sóng, mở tổng cộng có 5 bửng nha anh em, bửng inox nè, xe rất là đẹp luôn, mưa chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Là 2015, Vim 2 tháng 4, rất là sành sò luôn, đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch nha anh em, vỏ 700, vỏ lớn, đó, thùng mới bạc, mở 5 bửng, 4 bửng bên hông và bửng bên sau. Thùng dài 49 tải 2 tấn 4 đó. Xe rất là tốt vui nha. Vim động cơ chúng tôi xe có khối động cơ là 2,5 công suất đạt 75,8 kW từ 4 máy dầu 4 máy máy có turbo tăng áp chạy đang sướng rất là mượt. Nên em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cần máy phù hợp thì hãy xin em đó về phục vụ để chuyên vận tải vận chuyển hàng hóa của em, của hàng của bạn. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ mình. Hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.